Kính chào bà con, ngày hôm nay thấy chia sẻ với bà con thấy đang có số lượng lớn cái hấm sau 30 giây này đủ để cung cấp cho bà con. Thì nếu bà con có nhu cầu sử dụng cái chai hấm sau 30 giây này thì bà con liên hệ với Thế qua số điện thoại 0869 317 215, Thế sẽ ship tận nơi qua đường bưu điện hoặc Vietcell Post hoặc giao tiết kiệm đến cho bà con trong thời gian sớm nhất. Vì thế thấy được cái hiệu quả lớn của cái chai thấm sâu này khi mà dùng kèm với phân thuốc phun xịt qua lá qua thân, đặc biệt là sử dụng cho cây cao su thì nó mang lại nó hiệu quả lớn và nó khai thác công dụng tối đa của các thuốc, và nó tiết kiệm thời gian, tiết kiệm được cái sự hao mòn hao hụt của phân thuốc so với bình thường. Vì bà con có thể dùng kèm vào bài thuốc kích thích nè, dùng kèm vào bài thuốc kích thích để dùng cho cây hành lý hoặc là dùng cho cây nhà vườn, hoặc dùng kèm vào bài thuốc diệt cỏ để giúp phun đỡ hao thuốc nè, mà nó diệt được cỏ cũng như là tiết kiệm được thời gian. Rồi dùng kèm vào bài thuốc phục hồi khô miệng cạo, phục hồi tuyến mũ, giúp cho cái thuốc nó ngấm vào thân cây nó nhanh hơn, mang lại hiệu quả sớm hơn cho bà con.